xin kính chào quý vị khán giả. Quý vị đang đến với chương trình Tiêu điểm 365 trên sóng của Đài Phát thanh Truyền hình Lâm Đồng. Chương trình hôm nay có các nội dung đáng chú ý sau đây. Nhiều nông sản Việt Nam được Mỹ chứng nhận đạt chuẩn. Thành phố Hồ Chí Minh biến chứng da vì tiêm chất kích rắn để làm đẹp. Đắk Lắk bắt khẩn cấp bà thiếu niên ném đá xe khách. Bất an tình trạng thanh thiếu niên sử dụng rượu bia khi tham gia giao thông. Mở đầu chương trình là một thông tin vui cho ngành nông nghiệp. Thưa quý vị, có 4 nhóm nông sản gồm rau củ quả, gạo, tôm, cá của Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại Thành phố Hồ Chí Minh, Sài Gòn Co-op, mang thương hiệu Co-op Organic, vừa được Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ chứng nhận đạt chuẩn USDA uy tín hàng đầu thế giới. Đây được xem là một tín hiệu vô cùng lạc quan cho ngành nông nghiệp Việt Nam. Co-op Organic gồm có 2 loại gạo: Jasmine, Japonica, dưa leo, bí đao, cà chua, cải ngọt, cải xanh, rau muống, cabasa và tôm sú, tôm thẻ sinh thái. Tất cả các sản phẩm này đều đạt tiêu chuẩn USDA và EU. Không phân bón hóa học, không thuốc bảo vệ thực vật, không chất kích thích tăng trưởng, không chất bảo quản, không chất phụ gia và không thành phần biến đổi gen. Để được gắn logo đạt chuẩn USDA, United States Department of Agriculture, cơ quan chính phủ thực thi các tiêu chuẩn hữu cơ nghiêm ngặt của Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ, sản phẩm Co-op Organic phải đạt tỷ lệ trên 95% thành phần hữu cơ và đồng thời không được phép sử dụng chất bảo quản và hầu hết các thành phần hóa học khi chế biến. Việc lần đầu tiên hàng loạt 4 nhóm sản phẩm hữu cơ Co-op Organic được phát triển bởi Sài Gòn Co-op vừa đạt chứng nhận USDA lẫn EU đã mang lại niềm tự hào cho các sản phẩm nông nghiệp Việt Nam. Thưa quý vị, khoai lang Tà Nung, thành phố Đà Lạt vốn nổi tiếng là sản phẩm có độ ngon, ngọt và dẻo so với các địa phương khác trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. Thời gian trở lại đây, nhờ nắm bắt xu thế của thị trường, khoai lang Tà Nung đang được sản xuất thành những sản phẩm đặc trưng mang thương hiệu đặc sản Đà Lạt để phục vụ cho người tiêu dùng. Gắn bó với nghề sản xuất khoai lang hơn chục năm nay, chị Nguyễn Thị Xuân Hương ở thôn 1 Tà Nung, thành phố Đà Lạt cho biết, nếu như trước đây khoai lang Tà Nung được gia đình chị sản xuất tự do, ai cần thì cung cấp theo hướng nhỏ lẻ, thì nay đã được chị đầu tư hệ thống kho lạnh để bảo quản, sản phẩm làm ra đều được đóng gói bao bì một cách cẩn thận. Hồi xưa là chẳng qua là em chỉ có sấy thô thôi, xong rồi mình giao cho người ta. Còn sau này mình mới nghĩ ra là ở Tà Nung mình không có ai giao sản phẩm mà thành phẩm hết. Thì em mới nghĩ ra là mình tự giao sản phẩm thành phẩm là để nâng cao chất lượng hơn. Còn hồi trước thì mình giao vậy thì hết mùa thì nó lại nghỉ. Nhưng bây giờ em làm vậy thì em thấy lợi nhuận nó cũng cao hơn. Toàn xã Tà Nung, thành phố Đà Lạt hiện có trên 70 hecta khoai lang mật, đạt sản lượng trung bình 20 tấn một hecta một vụ. Hiện ngoài bán cho các công ty xuất khẩu, bà con còn tự trồng, chế biến thành phẩm và bán trực tiếp tại các chợ đầu mối, cửa hàng đặc sản. Việc tự trồng sản xuất cung cấp tận gốc cho các hệ thống cửa hàng, không những đã giúp người dân nâng cao thu nhập mà còn từng bước khẳng định thương hiệu đặc sản địa phương trong việc đầu tư hệ thống bao bì nhãn mác. Tập trung sản xuất cái khoai lang này để mang lại kinh tế cho địa phương và các hộ gia đình thì đã có cái hướng là sẽ thành lập một cái tổ khoai lang, trồng khoai lang và sản xuất khoai lang, đưa ra một cái thương hiệu chuẩn cho xã và người sản xuất có mang lại hiệu quả kinh tế cao. Việc sản xuất khoai lang dẻo theo chuỗi khép kín từ khâu trồng, sản xuất và cung cấp tận tay cho người tiêu dùng đã và đang góp phần giúp người dân nâng cao thu nhập, cũng như từng bước khẳng định được thương hiệu khoai lang sấy dẻo, một trong những sản phẩm đặc trưng của thành phố Đà Lạt. Tiếp tục với những thông tin khác. Thưa quý vị, theo thống kê mới đây của tạp chí văn học Hawaii Review của Mỹ, thì có khoảng 55% người Việt Nam sử dụng điện thoại thông minh trong năm 2016, tăng 25% so với năm 2015. Trong đó, sử dụng nhiều nhất chiếm đến 34% là dùng cho Facebook, 29% để xem video và 28% sử dụng bản đồ hướng dẫn. Theo dữ liệu vừa công bố, Facebook, Zalo, Facebook Messenger và Google là những dịch vụ mạng xã hội được dùng nhiều nhất tại Việt Nam. Các hoạt động chiếm thời lượng thấp nhất trong hoạt động truy cập Internet trên điện thoại của người Việt là đọc sách, các hoạt động liên quan đến mua sắm, tài chính, giáo dục. Đặc biệt, số người chỉ sử dụng điện thoại thông minh để truy cập Internet ở Việt Nam, đặc biệt là ở độ tuổi từ 18 tới 34 tuổi, chiếm tỷ lệ rất cao so với tỷ lệ người chỉ sử dụng máy vi tính hoặc sử dụng nhiều thiết bị khác nhau trong khu vực, cũng như những nước cùng nằm trong danh sách 20 quốc gia có nhiều người sử dụng Internet. Nguyên nhân do Việt Nam là một trong những nước có kết nối di động cao và sự tiện lợi của các ứng dụng tiện ích trên điện thoại thông minh. Còn bây giờ là thông tin y tế đáng quan tâm.
Thưa quý vị, ngày 26 tháng 5, khoa bỏng tạo hình thẩm mỹ Bệnh viện Trưng Vương Thành phố Hồ Chí Minh cho biết vừa tiếp nhận một trường hợp bị dị ứng gây biến chứng da do tiêm chất làm trắng da. Bệnh nhân nữ 45 tuổi, ngụ Thành phố Hồ Chí Minh, nhập viện trong tình trạng vùng cổ nổi đầy vết châm chích, mẩn đỏ và ngứa. Được biết, trước đó bệnh nhân đã tự ý đến cơ sở làm đẹp bên ngoài để tiêm chất làm trắng da. Đáng nói, những chất này lại không được Bộ Y tế cấp phép trong làm đẹp, mà do bệnh nhân tự ý trộn những mỹ phẩm dưỡng da bên ngoài để tiêm vào với mong muốn làm đẹp nhanh. Nó để lại những cái, có thể sau này nó để lại những cái di chứng sẹo ở trên da mà khó có thể cải thiện được. Cái chất mà để tiêm vào trong cơ thể chắc chắn, mặc dù là cùng chất, tuy nhiên nó có cái sự khác biệt, đó là những sản phẩm dùng ngoài da thì cái tiêu chí của các nó, cái tiêu cái, của cái chất đó nó sẽ khác đi. Và cái thứ hai nữa là những thành phần biệt dược để thêm vào đó nó khác đi so với thuốc tiêm. Hiện tại bệnh nhân vẫn đang được theo dõi và điều trị tại Bệnh viện Trưng Vương. Có thể nói, ngay cả những chất làm trắng được sử dụng trong thẩm mỹ vẫn có nguy cơ gặp phải rủi ro nếu biến chứng. Chưa kể, vì tự ý trộn những thành phần dưỡng da bất chấp cơ chế như thế nào. Để đảm bảo sức khỏe, mọi người nên đến các cơ sở làm đẹp an toàn, chất lượng, có uy tín. Tránh ham rẻ, ham nhanh mà coi thường sức khỏe của mình. Chỉ sau một vấn đề cũng đang gây tranh cãi khá lớn trong dư luận. Thưa quý vị, mới đây, Trung tâm Bảo vệ quyền tác giả âm nhạc Việt Nam chi nhánh phía Nam vừa có thông báo gửi tới các khách sạn từ 1 đến 3 sao ở Đà Nẵng, trong đó quy định sẽ thu tiền tác quyền âm nhạc đối với các TV của khách sạn này với nhiều mức giá khác nhau. Thông báo này đã gặp nhiều ý kiến phản đối từ các chủ doanh nghiệp khách sạn tại đây. Sau đây là ghi nhận của chương trình. Thu mỗi năm 25.000 đồng nhuận bút sử dụng tác phẩm âm nhạc trên TV đối với mỗi phòng khách, phòng ngủ của khách sạn. Thu 3.500.000 đồng mỗi năm đối với phòng hội thảo có sức chứa dưới 100 chỗ ngồi khi sử dụng nhạc nền, và thu 1 triệu đồng mỗi năm đối với diện tích sàn dưới 200 mét vuông ở các khu vực sảnh, lễ tân, hành lang có sử dụng nhạc nền. Đó là một phần trong các khoản phí mà doanh nghiệp khách sạn từ 1 đến 3 sao phải đóng để trả tác quyền âm nhạc mà Trung tâm Bảo vệ quyền tác giả âm nhạc Việt Nam yêu cầu. Nhiều chủ doanh nghiệp cảm thấy rất vô lý khi phải đóng các khoản phí trên. Doanh nghiệp phải là đóng phí trên TV hàng tháng á, chúng tôi đã đóng làm hợp đồng với bên các cái kênh truyền hình có quyền sử dụng TV thì họ có đều mở được các cái kênh truyền hình đó là chuyện bình thường. Đó, tại sao là mà cũng chưa có một cái cơ sở nào để mà ví dụ anh mở cái TV này, tại sao làm sao mà thu tiền của tôi được? Tôi còn mở cái kênh truyền hình mà theo đúng cái tác giả tác quyền của anh đâu? Ngoài ra theo các chủ khách sạn, vấn đề trả nhuận bút sử dụng tác phẩm âm nhạc cần sự thỏa thuận của các bên. Nhưng các doanh nghiệp khách sạn lại cho biết chưa hề được trung tâm tổ chức liên hệ thỏa thuận nào, mà chỉ gửi công văn và yêu cầu nộp phí. Cái này không có một cái phổ biến gì ạ. Cách đây mấy năm thì có họp ở trên sở, hay là có một cái cuộc họp của sở tổ chức cho các cái doanh nghiệp, thì là bên đại diện cho tác giả tác phẩm mà bản quyền chỉ có là nói chung chung là sẽ có một cái văn bản như thế, không làm cho người doanh nghiệp người ta hiểu cái gì người ta sẽ, doanh nghiệp sẽ chấp hành nếu với điều kiện là doanh nghiệp hiểu và doanh nghiệp thấy cái này là đúng. Chứ không phải là cứ dựa vào nghị định này, nghị định kia của chính phủ rồi áp đặt, không thể áp đặt doanh nghiệp được vì nó không đúng. Theo thống kê, hiện Đà Nẵng có hơn 500 cơ sở lưu trú từ 1 đến 3 sao với hơn 14.000 phòng. Nếu chỉ tính riêng việc thu phí nhuận bút tác phẩm âm nhạc được sử dụng trên TV là 25.000 đồng mỗi năm, thì các doanh nghiệp phải gánh thêm một khoản phí cố định cần phải chi trả. Và theo các doanh nghiệp, việc này đương nhiên sẽ làm tăng giá của các dịch vụ mà khách sạn cung cấp cho khách hàng sử dụng, trong đó có cả giá phòng. Thưa quý vị, hiện nay ngân sách nhà nước đang trong giai đoạn khó khăn, nợ công của nước ta cũng đang có những dấu hiệu tăng. Chính vì vậy, bài toán đầu tư công hiệu quả lâu nay vẫn đang chờ lời giải từ phía các cơ quan quản lý. Và câu chuyện chậm tiến độ tại các dự án đường sắt đô thị gây ảnh hưởng đến hiệu quả đầu tư công là câu chuyện mà chúng tôi muốn gửi tới quý vị ngay sau đây. Tuyến đường sắt Cát Linh Hà Đông vừa qua đã đón nhận thông tin sẽ tiếp tục bị chậm tiến độ. Ban đầu, Cát Linh Hà Đông được dự kiến thực hiện từ tháng 11 năm 2008 tới tháng 11 năm 2013 với tổng mức đầu tư 522,86 triệu đô la. Tuy nhiên, dự án đã bị chậm tiến độ, đến tháng 10 năm 2011 mới chính thức triển khai. Sau đó, các cơ quan chức năng đã điều chỉnh tổng vốn đầu tư lên 868,04 triệu đô la, tương đương với hơn 18.000 tỷ đồng, tăng hơn 300 triệu đô la so với kế hoạch ban đầu. Còn đây là tuyến đường sắt đô thị số 2 tại Hà Nội, dự án do Nhật Bản tài trợ và hiện đã bị chậm tiến độ 6 năm. Hiện nay nếu triển khai, dự án này đã bị đội vốn tới 160 triệu đô la. Dự án bị chậm do phía Việt Nam phải bố trí ngân sách để thẩm định giá và thuê tư vấn giám sát độc lập. Đây là một quá trình rất tốn thời gian. Theo các chuyên gia, nguyên nhân trên thực tế ghi nhận chủ yếu là do quá trình giải phóng mặt bằng, vấn đề thuê tư vấn giám sát, thẩm định dự án và quy trình giải ngân chậm.
Đây là những yếu tố là căn bệnh tồn tại từ hàng chục năm nay của các dự án đầu tư công. Tất cả những cái nguyên nhân mà làm cho chậm tiến độ, nó đều làm cho cái hiệu quả của đầu tư các dự án bị hạ xuống. Và điều này cũng đồng nghĩa với việc mà làm hạ thấp cái hiệu quả của đầu tư công, và do đó làm tăng cái gánh nặng nợ công, cũng như là làm tăng cái chi phí mà xã hội phải chi trả. Theo thống kê của Tổng hội Xây dựng Việt Nam, hầu hết các dự án đầu tư tại Việt Nam đều chậm tiến độ và tỷ lệ về đích đúng hẹn chỉ chiếm chưa tới 1%. Câu chuyện về các dự án đường sắt đô thị bị chậm tiến độ là bức tranh thu nhỏ của quá trình đầu tư công cho cơ sở hạ tầng Việt Nam hiện nay. Dù là dự án ODA, dự án hoàn toàn vốn ngân sách, thì việc chậm tiến độ luôn làm đội vốn dự án, ảnh hưởng đến hiệu quả đầu tư. Thưa quý vị, thời gian gần đây trên địa bàn huyện Cư Mơ Ga, tỉnh Đắk Lắk có một số đối tượng lạ mặt tìm đến các thôn buôn vùng sâu vùng xa, giả vờ thuê đất đặt trụ sóng năng lượng mặt trời để lừa bán hàng, chiếm đoạt tiền của người dân. Tại nhà bà Nguyễn Thị Khâm ở thị trấn Eapot, huyện Cư Mơ Ga, tỉnh Đắk Lắk, có một đối tượng lạ mặt tự xưng là nhân viên của tập đoàn năng lượng Hayabusa Tokyo Nhật Bản đến để đặt vấn đề thuê đất làm mặt bằng dựng trụ sóng năng lượng mặt trời trong 10 năm với số tiền 2,5 triệu đồng một tháng, và hứa hẹn sẽ cho gia đình bà Khâm nhận tiền một lần với giá trị lên đến hàng trăm triệu đồng. Khi gia đình đồng ý thì đối tượng yêu cầu bà phải mua 2 bóng đèn LED với giá 3 triệu đồng và sau này còn nhận được phần thưởng tùy chọn như TV, tủ lạnh, điện thoại, xe máy. Chú vô là chú nói là bà có cái lô đất này, bà cho mướn tháng 2 triệu rưỡi, là một năm là 30 triệu. Thì bà có cái tiền dưỡng già tốt. Rồi bây giờ đây là tôi có bán thêm, công ty có đưa cái số đây, bà muốn cái gì. Thì tôi, nó cũng điện, nó nói, tôi điện cho cái bà chị ở công ty đó. Cái điện thấy cái con cũng nói chuyện lại. Nên giờ bà muốn cái TV mấy chục in, còn không? Còn không, để cho bạn cái con nó trả lời, nó còn cái nữa. Vậy đó. Cái là nói tao bây giờ là trước mắt là bà đưa 3 triệu, thì bà lấy hai cái băng điện này. Trên đây là một chiêu trò lừa đảo mới của bọn tội phạm. Các hộ dân ở thôn buôn vùng sâu vùng xa cần lưu tâm để cảnh giác. Tiếp theo chương trình là phần thông tin an ninh trật tự đáng chú ý. Thưa quý vị, Công an phường Ea Tam, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk vừa bắt giữ 3 thiếu niên có hành vi ném đá vào xe khách tại khu vực đường tránh phía tây thành phố Buôn Ma Thuột. 3 đối tượng gồm Đoàn Đức Thiện, Hà Triệu Mẫn và Phan Quốc Vũ cùng trú tại phường Tân Thành, thành phố Buôn Ma Thuột. Đáng chú ý là cả 3 đối tượng này đều đang là học sinh cấp 2. Được biết, vào tối ngày 25 tháng 5, tại đường tránh phía tây thành phố Buôn Ma Thuột, khi chiếc xe khách dừng nằm biển số 47B01210 do tài xế Võ Chí Linh điều khiển đang lưu thông từ Gia Lai đi thành phố Hồ Chí Minh thì bất ngờ xuất hiện 3 đối tượng đứng trên con lương ném thẳng gạch đá về đầu xe khách. Hành vi ném đá vào đầu xe đã khiến ô tô kính số 1 bên tài bị vỡ vụn, rất may trên xe không có ai bị thương. Ngay lập tức, tài xế Linh đã mượn xe máy của người dân bên đường truy đuổi và trình báo cơ quan công an. Không lâu sau đó, lực lượng chức năng đã bắt được 3 đối tượng mang tên Đoàn Đức Thiện, Hà Triệu Bẩn và Phan Quốc Vũ cùng trú tại phường Tân Thành, thành phố Buôn Ma Thuột. Hiện vụ việc đang được cơ quan công an điều tra làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật. Công an huyện Quốc Oai, Hà Nội vừa cho biết, từ mắt xích 2 đối tượng sử dụng ma túy trong nhà nghỉ, lực lượng trinh sát đã khám phá ra đường dây mua bán, tàng trữ ma túy cực lớn. Ngày 6 tháng 5, tổ công tác đội cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế ma túy, công an huyện Quốc Oai, Hà Nội kiểm tra một nhà nghỉ trên địa bàn, phát hiện Tạ Đình An, sinh năm 1996 và Bùi Ngọc Diệm, sinh năm 1997, cùng trú tại huyện Quốc Oai, Hà Nội, đang có hành vi tàng trữ ma túy tổng hợp methamphetamine trọng lượng 1,284 gram. Qua đấu tranh khai thác, An khai nhận số ma túy này mua từ Tạ Duy Thanh, sinh năm 1987, trú ở thị trấn Quốc Oai, huyện Quốc Oai. Tại chỗ ở của Thanh, cơ quan điều tra phát hiện 4 đối tượng đang có hành vi tàng trữ sử dụng trái phép chất ma túy, 48 viên ma túy tổng hợp, 8 viên đạn, 1 khẩu súng K-59, 11 túi ni lông bên trong chứa ma túy dạng methamphetamine. Trong số đối tượng này có Nguyễn Song Toàn, sinh năm 1986, trú tỉnh Hòa Bình, kiểm tra xe ô tô của Toàn, thấy 3 túi ni lông đựng heroin cùng 1.382 viên nén màu hồng, một loại ma túy dạng amphetamine. Tại nhà riêng, các trinh sát thu giữ thêm 1.026 viên nén màu hồng là ma túy tổng hợp, một túi ni lông đựng ma túy đá, một túi ni lông đựng ma túy dạng hồng phiến và 3 khẩu súng tự chế, 12 viên dạng ghém. Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng.
Ngày 25 tháng 5, Công an phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu cho biết đã bắt quả tang một vụ mua bán trái phép chất ma túy dưới dạng cỏ Mỹ, số lượng thu giữ là hơn 35 kg. Trong quá trình tuần tra địa bàn, cơ quan công an bắt quả tang Đào Quang Đạt, 22 tuổi, quê tỉnh Quảng Nam, đang bán 500 gram ma túy cỏ cho con nghiện. Tiếp tục khám xét khẩn cấp nhà trọ của Đạt trên địa bàn quận Liên Chiểu, công an thu giữ trên 35 kg cỏ thành phẩm và chưa chế biến. Hiện vụ việc đang chuyển cho đội cảnh sát ma túy công an quận Liên Chiểu thụ lý giải quyết. Chúng tôi sẽ dành thời lượng của tiểu mục vấn đề hôm nay để cảnh báo về một tình trạng đang gây nhiều bất an cho xã hội. Thưa quý vị, không nhận thức được hiểm họa từ việc điều khiển phương tiện tham gia giao thông sau khi đã uống rượu bia, nhiều thanh thiếu niên đã vô tình gây ra những vụ tai nạn thương tâm, gây tai họa cho chính bản thân mình và cả những người bên cạnh. Điều này đang khiến cho xã hội bất an. Mời quý vị cùng theo dõi phóng sự ngắn ngay sau đây của chúng tôi. Thanh niên Nguyễn Ngọc Hải ở xã Đức Long, huyện Bộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi điều khiển phương tiện tham gia giao thông trên quốc lộ 1 bị lực lượng làm nhiệm vụ kiểm soát giao thông cho dừng xe kiểm tra nồng độ cồn. Kết quả nồng độ cồn trong hơi thở của Hải lên tới 0.901 mg trên 1 lít khí thở. Nguy hiểm ở chỗ là dù đã uống quá chén, nhưng Hải vẫn thản nhiên điều khiển phương tiện trên quốc lộ 1. Tai nạn giao thông thì phần lớn là thanh niên chủ yếu là uống rượu bia gây ra nhiều. Nên là cũng như kêu gọi mấy bạn rút kinh nghiệm. Khi mà uống rượu bia rồi thì không nên tham gia giao thông. Theo Công an tỉnh Quảng Ngãi, trong số hàng trăm trường hợp vi phạm nồng độ cồn từ tháng 4 đến nay, thì đối tượng thanh thiếu niên vi phạm vẫn chiếm số đông. Điều này lý giải vì sao số vụ tai nạn giao thông trong thanh thiếu niên lại có chiều hướng gia tăng và tai nạn giao thông có liên quan đến rượu bia lại chiếm tới 40%. Chúng tôi, lực lượng chức năng của phòng cảnh sát giao thông sẽ xử lý nghiêm các hành vi uống rượu bia, sẽ tạm giữ phương tiện và xử lý theo quy định. Chủ đề của năm an toàn giao thông 2017 là xây dựng văn hóa giao thông trong thanh thiếu niên với mục tiêu giúp thanh thiếu niên nói không với rượu bia. Tuy nhiên, sẽ rất khó khăn khi nhiều thanh thiếu niên vẫn còn thờ ơ, vẫn còn chủ quan và bất chấp pháp luật để lái xe ra đường khi đã uống rượu bia. Hiểm họa tai nạn do rượu bia trong thanh thiếu niên vì thế vẫn cứ kéo dài dai dẳng. Và đến đây thì thời lượng dành cho chương trình cũng đã hết. Cảm ơn quý khán giả đã quan tâm theo dõi. Chương trình Tiêu điểm 365 được phát sóng trên đài phát thanh truyền hình Lâm Đồng. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai. Thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận ca đầu tiên tử vong do bệnh dại kể từ năm 2010. Ninh Thuận, hiểm họa từ những ao chống hạn. Hà Nội, phát hiện nhóm đối tượng vận chuyển hổ còn sống đem nấu cao. Các trường trung cấp y dược trước nguy cơ bị xóa sổ.